face. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, hôm nay là sinh nhật bác Gary. À, hôm nay mình tặng bác Gary một cái bánh pie, cherry pie. Đi, hai mẹ con lên tặng bác thôi. Pie in the face. Let's go. Với lại một mẹt mâm xôi nữa nè. Let's go. Mâm xôi mình vừa mới hái luôn nè. Mâm xôi hoang cả nhà. Ồ, cái bác thư tiền điện. Ơi, bác ấy điện đó cả nhà. Vậy, của bác. Okay. You have enough room? Yes. Okay. Sorry to bother you. Yeah. No, don't worry. We're fine. Wow, nhà bác đẹp chưa? Run, go, go. Anh chàng nào. Đi mé lên trên vườn nè, coi bác trồng cái gì rồi. Wow. Ô, bác trồng cà chua với ớt rồi nè. Ok. Happy birthday. What is that? Cherry pie. Cherry pie. Yes, happy birthday. Thank you. Did you make a cherry pie? No, I don't. Okay. I baked them. Okay. Thank you. Wow. These are salmon berries. Yeah. I pick it down the road. The Indian, the native population, the American Indians? Yeah. This is very sacred to them. Really? Why? Yeah. Because it's part of the ritual in the springtime. Oh. When the berries come and they use the salmon berries to cure their salmon. Oh, I see. They use the juice. Oh. Huh. Yeah. Wow. Those are beautiful. Did you eat some already? Yeah, I eat a lot. Steep too. Yeah, they're great. Okay. Wow. Yeah. Where are you? Wow, sẽ ăn ice cream nè, với lại bánh pie cả nhà ơi. nhìn yummy chưa? Nào mà khoái ăn bánh pie với lại ice cream nè ha. Bác Gary sinh nhật bác Gary nên là bác ăn trước đã đây. Let's sit on the table. Từ từ. Okay, come here now, come here. Okay. Happy birthday to me. Happy birthday dear Jeff. Happy birthday to you. And many more. A channel 82. Mm-hmm. Wow. Diane! Get a bite of the pie. Birthday. Birthday pie. Look at that. A piece of cherry pie. Yum. Very good. Oh, where the thing you should get it? Small. Yep. Okay. How are you? Good. Great. Thank you. You're welcome. Yum 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 yum. Nhờ bác Gary nay mình được ăn bánh lần đầu tiên ăn bánh cherry pie. Yeah, I see that. Did you pound pick? Yeah. Nice. Bánh cherry á, ngọt cộng với cái ice cream nó, ngon quá. I picked them on the road. On the road? Mm. Yeah. Really good. I used to do that, remember? Bác Gary ăn chung với lại ice cream luôn, đó. Yum, really good. Yeah. Yeah. Yummy. Quá hợp luôn ha. Bỏ chung với cái trái này ăn với lại cái này là quá hợp luôn ha. I can remember when we were looking at property up here. Oh, so then you pick it? I was spending my time picking the raspberry. Yeah, salmon berries, Salmon berry. Called a salmon berry. Salmon berry. Oh, salmon. Like the fish.
Oh, okay. Oh, salmon berry. They call it salmon berry. Yeah. Oh, okay. I'm just spending my time eating them. Bác gái nói là lần đầu tiên bác lên đây bà tìm để mua đất á, là bác cứ tìm cả cái quả này hái thôi. Còn bác trai thì đi tìm mua đất, còn bác gái thì đi hái cái quả này. Nên là bác gái nói vậy đó. I tell the story. You come up here, you look at the dirt, but Diane looking for the salmon berry. So you guys bought the same time with Steve or after Steve? Before. Oh, so bought the dirt before we're, Steve. We're close together, but, though. But who built the house first? I think we started first. The same? But our house was built over long time. Oh, I see. And his house was built quickly. I see. Yeah. Oh. By people. Vậy là cả bác với lại ông xã mình xây nhà cùng một lượt, nhưng mà nhà của bác xây lâu hơn, nhà của ông xã mình xây nhanh hơn. Bác nói vậy. Oh, mọi người ăn bánh vui quá à, nhà ơi. Yeah, of course. He had the first one. You want another one? Mình lo nhiều chuyện hơn, mình ăn chưa xong. Vườn của bác Jerry á, nhà vẫn chưa có trồng gì hết. Thì mình rủ bác gái xuống dưới ha, dưới nhà mình á, hái một ít salad về ăn. Tại vì mình salad rất là nhiều luôn. Rồi bác sẵn bác quay video vườn của mình để bác gửi cho bạn của bác. Ồ, ở dưới có mấy cái hoa đẹp chưa? Đó, hoa dại đó, nhà đẹp lắm, nó mọc hoang đó. Oh, I cut some cilantro home. Cilantro? Yeah. Go inside here, there. I'm gonna let you pick it out. Okay. Bác Hen nói là để mình hái đi, bác không hái. Which one you like to eat? That's Roma. Roma? Yeah. Yeah. Which one? This one or that one? I'll try two one. Try two of them. Okay, one of each. When I pick the leaf like that. Yeah, and then it grows. And then it grows again, more, then right? I eat some more. Pick it. Pick a row like that. There you go. Yeah, we don't need a whole bunch. It's only two of us. Yeah. Bring home and see. I don't need. Help me. I had many. Hi. Bác cháu. Ăn cái loại này. This softer and this more crunchy. This one, yeah. For Roma, I think. Oh, yeah, I think that. Yeah, that's almost enough. Not enough, a lot of them. Help me eat some more of them. Yeah, some more. That's good. Some more, another. Bác gái thì mỗi lần cho hái có xíu, hái nhiều vô ăn cho nó đã. Bác cứ sợ mình hết không à. I never. Okay. Yeah, okay. Okay. Get some cilantro. Cilantro, yeah. Okay. So let me get the. I cut them like that. Here. Yeah. Cut like that. Then in the middle, it grew back. Yeah. Wow, it smells good. It smells so good. Looks like a slug has been in there. Yeah, look like it. Wow, it smells so good. Then I give them a little bit of the fish phosphorizer, Alaska. Mm-hmm. Fish phosphorizer, and it grew back real quick. Yeah. Đó cả nhà ơi, mình cứ cắt như vậy đó, xong rồi mình cho nó một xô phân cá, rồi nó lên lại. Okay, that's enough. Yeah, little more. This is enough. Tối ngày cứ enough. Cả đống đây nè. Sữa gì nè. There you go. Okay. Yeah. We're going to go on a picnic. Okay. We're going to go up in the mountain. Really? Yeah. Nice. Yeah. Yay. Great. Yeah. Today his birthday. Do it. Yeah. Right. Yeah. So we're just going to go up in a mountain. There's a spot we know. Okay. And we're going to have a picnic. Yay. Okay. Have fun. Bye. Thank you. You're welcome.
thôi video tới đây tới ha cả nhà ha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh ủng hộ Nhung Hà nhé nha. Bye bye.